Các bạn có nhớ thử thách thú vị không? Chúng tớ có một tin tốt đây. Ở video này, chúng tớ đã thu thập những thứ tuyệt vời nhất dành riêng cho bạn. Sẽ rất là vui và rất là ngon đây. Ôi, đài phun sô-cô-la. Không được, đầu tiên hãy đợi món của bạn đi. Trời ạ. Ôi không, đây là cây xương rồng. Trời ơi. Còn tớ thì có kẹo mứt. Và tớ sẽ bắt đầu trước nhá. Ừ, ok. Hãy xem nhá. Trời ạ, những viên kẹo dẻo tuyệt vời lắm sao. Và rất là ngon nữa chứ. Ôi, tớ sẵn sàng ăn chúng. Ngon quá. Hình như ai đó quên mất quy tắc rồi. Hãy nhúng nó vào vài phun đi. À ừ đúng rồi, đợi một chút. Ôi trời ạ, kẹo dẻo phủ sô-cô-la. Có gì có thể tốt hơn chứ. Ôi cái này quá tuyệt vời luôn. Tớ đang ở trên tầng 7 của thiên đường rồi đây này. Liếm cả ngón tay. Ôi tuyệt quá, tớ vẫn còn 2 xiên ở đây này. Tớ sẽ nhúng nó vào nhá. Ôi đúng rồi, chúng ngon lắm sao. Ôi trời ạ, tuyệt vời quá. Tôi cũng muốn cái gì đó ngon chứ không phải cái xương rồng này. Nào, cố lên. Có người đang tấn công bởi vì xin kéo dẻo đây. Ôi trời ạ, đây là món ngon tuyệt vời nhất trên thế giới. Thôi được rồi, tớ cũng sẽ có một kỷ niệm trên đường phố của tớ. Và bạn cũng bị bẩn hết cả mặt rồi kìa. Cảm ơn nhá. Bây giờ thì tuyệt vời lắm. Ồ, trên tay vẫn còn này. Trời ạ, đến lúc cần xử lý cây xương rồng này rồi. Ai? Ôi, nhưng mũi kim sắc thật là đau. Có lẽ sô-cô-la sẽ giúp cái vấn đề này. Sao? Có thể thử. Không, tớ nghĩ phải nhúng thêm sô-cô-la vào. Cậu đang làm gì vậy? Bây giờ, ở trên cây xương rồng của tớ, có sô-cô-la đây này, tớ có thể ăn nó. Ôi, sô-cô-la thực sự rất ngon. Ê, có lẽ cậu có thể ăn từ từ thôi. Nó vẫn là cây xương rồng, vẫn còn rất là nhiều gai đấy. Ôi, rất ngon. Nhầm nhầm. Ôi, hình như tớ quá tập trung. Bây giờ lưỡi tớ đầy gai rồi. Thật là kinh khủng. Ôi, tớ đã nói với cậu rồi mà. Bây giờ tớ sẽ cứu cậu. Nào. Ai? Ai? Ui. Ôi, cẩn thận nhá. Ôi, đúng rồi. Nhẹ nhõm quá, cảm ơn cậu nhá. Suzy, tớ muốn bắt đầu trước. Ồ, wow. Tớ có cả một chiếc bánh pizza. Ồ, ngon thật đấy. Ghen tị đi. Ê, cái này thì sao vậy? Tại sao tớ chỉ có một mảnh? Ôi trời ạ, đồ thua cuộc. Ôi trời ạ, thế mà tớ vui. Chán quá đi mất. Nhưng mà vẫn còn sô-cô-la. Và tớ sẽ ăn no lắm đây. Pizza với sô-cô-la. Chúng ta sẽ xem nó như thế nào nhá. Trông rất là tuyệt vời. Ấm. Ôi, và nó rất là ngon đấy chứ. Tớ nghĩ rất là tuyệt vời luôn. Ôi. Trời à, chắc là đau lắm đây. Ôi, lưỡi của tớ. Có vẻ như đỡ rồi. Trời à, cậu làm tớ sợ quá. Bây giờ đến lượt tớ nhá. Ôi, cái gì thế này? Có lẽ phải bấm vào đây sao? À, một lần nữa, nhảm nhí thật đấy. Ê, bỏ tay khỏi cái nút của tớ đi. Tớ được ấn nó thôi. Ôi, không biết điều gì xảy ra. Wow, tớ có một cái bánh pizza tuyệt vời này. Vui quá. Tớ sẽ mở ra nhá. Wow, trời ạ, đây là super pizza thật dày. Ôi, tớ may mắn thật đấy. Nào, tớ sẽ lấy thử cái đồng này nhá. Để xem như nào nếu mà tớ nhúng vào sô-cô-la nhá.
Ôi, trời à, nó thành vàng rồi này. Tuyệt vời quá, bây giờ tớ sẽ cần một cái đựng sốt và tớ sẽ đổ đầy nó vào. Ôi, đúng rồi. Ôi, mùi thật là tuyệt vời. Bây giờ chỉ cần dưới lên pizza của tớ thôi. Và tất nhiên là ăn thử nó rồi. Tớ chắc chắn rằng pizza này sẽ chiến thắng đầu tiên luôn. Wow, cái này chắc ngon lắm đấy. Ê, tớ có thể thử một miếng được không? Không. Ôi trời ạ. Ôi, tớ chỉ có mỗi một miếng bé tí. Ồ, tớ có một ý tưởng này rồi. Để làm nó đẹp hơn, tớ chỉ cần cái kéo thôi. Và cắt những cái này ra. Và sau đó nhúng vào vàng. Ôi, ý tưởng tuyệt vời. Và bây giờ tớ sẽ làm cái trò này. Ê, bạn ơi, ai gọi mình vậy? Còn bây giờ thì cần phải làm thật là cẩn thận. Ồ, nhiệm vụ hoàn thành. Ôi, tớ là một đặc công giỏi nhất. Ôi, cậu mất gì sao? Ôi giáp, trời ạ, cậu làm tớ sợ rồi. Biến đi. Ôi, tớ đang dừng lại đâu rồi nhờ? Ôi, tớ vẫn còn rất là nhiều miếng nữa. Trời ạ, ngon lắm sao? Cái gì vậy? Trời ạ, có cái gì trong mồm tớ? Cái gì? Đây là bìa sao? Hình như tớ biết ai đấy làm rồi. À, đây rồi. Ôi, hình như tớ bị bắt rồi. Tớ không biết gì cả. Giác, trời ạ, cậu đang làm cái trò gì vậy? Nhận lấy đi. Ồ, trời ạ, cảm ơn nhá. Thật là không công bằng. Cái gì? Trời ạ, bạn ấy còn vui sao? Này này, ăn đi, ăn đi, ăn nó đi. Thôi được rồi. Chuối và topping màu mè. Hay đấy. Cái gì? Cá sống sao? Ôi không không không. Ôi tệ lắm sao. Tớ chia sữa bồn với cậu nhá. Ôi tớ sẽ bắt đầu vậy. Chuối là trái cây yêu thích của tớ. Chỉ cần làm sạch nó và sau đó nhúng nó vào đài phun sô-cô-la. Ôi hoàn hảo lắm sao. Ôi đúng rồi. Trời ạ, với sô-cô-la thực sự rất là tuyệt vời. Và bây giờ tớ sẽ nhúng vào cái này này. Ôi thật là hoàn hảo. Ôi mùi rất tuyệt vời. Không biết vị như thế nào nhỉ. Ừ, đúng rồi. Ngon tuyệt vời luôn. Trời ạ, và cái rắc này rất là giòn ở trên răng nữa chứ. Ồ, nếu mà thêm nó đây vào đài phun sô-cô-la thì sao nhỉ? Wow, nhìn trông tuyệt vời lắm sao. Tuyệt quá. Ồ, wow. Trời ạ, nó biến thành màu hồng sao? Ồ, biến thành màu hồng thực sự rồi này. Ôi, thôi được rồi, tớ vẫn còn con cá này. Mong là nó sẽ giúp tớ thấy cái mùi này ghê tớ ghê hơn. Ừ, nhìn trông sự kết hợp này không tuyệt lắm, nhưng mà không làm gì được. Trời ạ, còn rất khó để cắn nữa chứ. Trời ơi, thật là ghê tởm. Cơn ác mộng. Ừ, eo ơi, thật là ghê tởm. Trời ạ, tớ thậm chí không nhìn được vào nó. Eo ơi. Ghê tội nghiệp thật đấy. Tớ có một ý tưởng. Tớ cần cái ống. Kết, lấy này. Tớ cần cái này làm gì? À, hình như tớ nghĩ xong rồi. Ôi, thật là tuyệt vời. Ừ, tớ đồng ý. Đấy, có vẻ như chúng ta uống hết sô-cô-la rồi. Ừ, tớ no rồi đấy. Tớ cũng thế. Đập tay nào bạn. Ý tưởng mới không phải lúc nào cũng ngon. Hãy ghi nhớ điều đó. Like video và đăng ký kênh nhé, để không bỏ lỡ những video mới. Còn bây giờ thì tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.